Chào các tình yêu đã quay trở lại với kênh Hi Su Shop. Này Thảo tiếp tục cho ra mắt một em chip satin lụa bóng thiết kế lưng cao ôm bụng cao cấp có mã 9195. Em này đẹp từ kiểu dáng đến chất lượng. Bảo đảm chỉ cần sờ vào là bạn sẽ chết mê chết mệt em ý ngay. Không tin phải không? Các bạn hãy cùng theo dõi clip với Thảo nhé. Xem xong không điền không ăn tiền nha. Em chip có 6 màu, đen, hồng, xanh dương, xanh lá mạ, trắng ghi kem. Màu nào cũng xinh hết trơn, em này được may toàn bộ bằng vải satin lụa bóng, vải cực mịn. Cực mát lại còn siêu co giãn nữa nè, hai bên đùi viền gợn sóng. Giúp các bạn không lo lộ vết lằn lên quần áo. Phần lưng quần may bằng vải thun lạnh cao cấp co giãn rất tốt, có đính thêm nơ xinh lắm nha. Em này thích hợp cho các bạn từ 50 đến 60 kg, vòng mông từ 90 đến 100 cm vừa luôn ạ. Kiểu dáng lưng cao giúp ôm gọn vòng bụng dưới, giúp các bạn thoải mái vận động hơn. Các bạn mua hàng nhanh tay gọi vào hotline shop 0932003914 đọc mã 9195. Giá shop bán lẻ một quần 45k, với giá shop chỉ 200k các bạn sẽ dinh ngay 5 quần với 5 màu khác nhau. Đợt này hàng satin lụa về giá quá tốt luôn. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội mua hàng chất lượng mà giá cực tốt nhé. Các bạn ủng hộ kênh của shop thì nhớ like, đăng ký kênh để xem được nhiều clip hay mới nhất, hấp dẫn nhất nha.